Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thúy Nga cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tòa Thánh tỏ ra lo ngại trước việc thành lập liên minh quân sự AUKUS. Tổng giáo phận Canada bỏ yêu cầu chích vaccine mới cho tham dự thánh lễ. Y tá bị đánh đập dã man vì tiêm chủng cho người vợ mà chưa hỏi ý kiến người chồng. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Tòa Thánh tỏ ra lo ngại trước việc thành lập liên minh quân sự AUKUS. Ngày 15 tháng 9 năm nay, Thủ tướng Úc Scott Morrison cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson chính thức công bố việc ra đời của từng liên minh quân sự AUKUS. Theo hiệp ước AUKUS, Mỹ và Anh Quốc sẽ cung cấp công nghệ cho Australia để có thể thiết lập một hạm đội chạy bằng năng lượng hạt nhân để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Dư luận ở Úc nói chung phấn khởi về tin này, kể cả phe đối lập. Tuy nhiên, việc thành lập AUKUS đã vấp phải những phản ứng dữ dội từ phía một số quốc gia láng giềng của Úc và nhất là của Pháp, là nước cảm thấy thiệt thòi hơn cả vì vừa bị mất khế ước trị giá lên đến 53 tỷ euros trong việc xây dựng đoàn tàu ngầm quy ước cho Úc. Pháp cảm thấy bị cho ra rìa tại một vùng họ có đến 7.000 binh lính trú đóng thường xuyên và đến chục lãnh thổ dưới ảnh hưởng trực tiếp của họ. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng ở đấy, khi người ta thấy cả Tòa Thánh cũng lên tiếng không tán thành. Theo Anderson Martin của tạp chí Cruz, ngày 23 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin tỏ ý lo ngại trước việc công bố sự hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc. Trả lời câu hỏi của các ký giả bên cạnh cuộc họp của Đảng Nhân dân Âu Châu ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói rằng Tòa Thánh chống lại việc tái trang bị và luôn cố gắng đưa ra các nỗ lực theo chiều hướng loại bỏ vũ khí hạt nhân vì chúng không phải là cách duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới. Thậm chí, chúng còn tạo thêm nhiều nguy hiểm hơn cho hòa bình và tạo ra nhiều tranh chấp hơn nữa. Ngài nói thêm, trong viễn kiến cố hữu này của Tòa Thánh, người ta không khỏi lo lắng đối với liên minh mới này. Tổng giáo phận Canada bỏ yêu cầu chích vaccine mới cho tham dự thánh lễ. Tổng giáo phận Moncton của Canada đã hủy bỏ chính sách yêu cầu tất cả những người công giáo muốn vào nhà thờ phải xuất trình bằng chứng về việc đã tiêm hai liều vaccine coronavirus và ghi lại tên của họ với các tình nguyện viên. Việc bãi bỏ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi quyết định ban đầu được đưa ra. Trong một bản cập nhật về các chính sách của Tổng giáo phận được công bố vào giữa trưa thứ Sáu, Đức Tổng giám mục Valery Vernal cho biết quyết định rút lại chính sách của Ngài được đưa ra sau cuộc trò chuyện giữa các giám mục công giáo của tỉnh và các cơ quan y tế tỉnh New Brunswick vào tối thứ Năm. Bốn giám mục của New Brunswick đã đồng ý về các bước sau đây để làm cho các nhà thờ của chúng ta an toàn nhất có thể cho các tín hữu của chúng ta. Không cần phải xuất trình bằng chứng tiêm phòng trong các thánh lễ Chủ nhật và các ngày trong tuần, trong lễ rửa tội, các nhóm cầu nguyện và những dịp khác, Đức Tổng giám mục nói. Thay vào đó, các giáo phận công giáo địa phương đã đồng ý với một bộ chính sách chung để chống lại sự lây lan của virus, bao gồm đeo khẩu trang bắt buộc trong các buổi lễ trong nhà và đặt ra giới hạn về việc tham dự ở mức 50% công suất xây dựng nhà thờ để tạo điều kiện cho việc giữ khoảng cách xã hội. Chính sách mới được đưa ra sau khi Tổng giáo phận trước đó đã công bố và xác nhận các chính sách vượt quá yêu cầu của chính phủ vào đầu tuần này. Các quy định của chính phủ yêu cầu bằng chứng bắt buộc về việc tiêm phòng đối với nhiều tòa nhà và sự kiện công cộng, nhưng không yêu cầu như thế đối với các nơi thờ phượng. Hôm thứ Hai, Tổng giáo phận Moncton nói rằng tất cả những người vào nhà thờ sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm vaccine hai lần, đồng thời ghi tên và tình trạng tiêm chủng của họ vào danh sách để tham khảo, sau đó có thể nộp cho chính quyền. Chính phủ đã nói rõ rằng họ không yêu cầu các doanh nghiệp ghi lại tên của các cá nhân đã được tiêm chủng.
Nhiều người lo ngại rằng các chính sách khắt khe của Tổng giáo phận có thể làm cho số người tham dự các thánh lễ tụt dốc một cách thê thảm. Y tá bị đánh đập dã man vì tiêm chủng cho người vợ mà chưa hỏi ý kiến người chồng. Như chúng tôi vừa loan tin, Tổng giáo phận Moncton của Canada đã hủy bỏ chính sách yêu cầu tất cả những người công giáo muốn vào nhà thờ phải xuất trình bằng chứng về việc đã tiêm 2 liều vaccine coronavirus chỉ vài ngày sau khi quyết định 3 đầu được đưa ra. Tại các nguồn tin tại Canada cho biết, làn sóng chống đối vaccine tại Canada là rất cao. Dưới đây là một ví dụ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản tin dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một nữ y tá bị đấm vào mặt nhiều lần và quỵ ngã xuống đất trong một cuộc tấn công dã man bởi một người đàn ông tuyên bố rằng vợ ông ta đã được cô y tá tiêm phòng mà chưa hỏi ý kiến anh ta. Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại một hiệu thuốc ở Sherbrooke, Quebec, Canada vào sáng thứ Hai. Sau khi một người đàn ông xông vào và buộc tội một nữ y tá khoảng 40 tuổi đã tiêm vaccine cho vợ anh ta. Phát ngôn viên cảnh sát Martin Carrier nói với CNN rằng người đàn ông đánh cô y tá bị thương nặng trong vụ tấn công đã khiến người dân Canada choáng váng. Ngay từ đầu, nghi phạm đã rất tức giận, rất hung hãn. Anh ta hỏi y tá tại sao lại tiêm vaccine cho vợ anh ta mà chưa được sự đồng ý của anh ta, ông Carrier nói. Và anh ta đấm cô ấy nhiều lần vào mặt, khiến cô y tá không có thời gian để bào chữa hay giải thích gì cả. Và cô ấy ngã xuống đất trong khi nghi phạm bỏ chạy ra khỏi tiệm thuốc. Y tá đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu sau vụ tấn công và được điều trị vì nhiều vết thương tàn khốc ở mặt và có thể bị chấn động mạnh về tâm lý. Hiệu thuốc đã tạm ngừng chương trình tiêm chủng của mình sau khi vụ việc tàn khốc này. Mặc dù cảnh sát không có ảnh của nghi phạm hoặc đoạn phim về vụ việc, nhưng họ đang kêu gọi công chúng giúp đỡ trong việc truy tìm hắn. Người đàn ông này được mô tả là ở độ tuổi từ 30 đến 45, với mái tóc ngắn, sẫm màu, mắt đen, lông mày rậm và có hình xăm trên tay. Cầu nguyện xin cha thánh Pio bảo vệ và chữa lành khỏi coronavirus. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước tình cảnh ngặt nghèo hiện nay, xin quý vị và anh chị em cùng chúng tôi đọc lời nguyện sau. Xin cha thánh Pio bảo vệ và chữa lành khỏi coronavirus. Lạy cha thánh Pio, con đến trước mặt ngài để cầu nguyện trong giai đoạn tràn ngập kinh hoàng này đối với toàn thể nhân loại. Con cầu xin Ngài giúp đỡ và bảo vệ chúng con khỏi coronavirus. Lạy cha thánh Pio, tôi tớ khiêm tốn và tận tụy của Thiên Chúa Toàn Năng. Giáo hội tôn vinh cha như một nhà ban phát rộng rãi các ơn lành từ lòng Chúa thương xót. Cha luôn thể hiện lòng nhân từ và thương xót đối với những người bị bệnh. Và qua cha, Chúa đã thực hiện những phép lạ và công việc chữa lành. Lạy cha thánh Pio, xin thương xót những kẻ tội lỗi hèn mọn như chúng con. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi đại dịch coronavirus. Cầu mong cha chữa lành cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi coronavirus. Xin ban cho họ sức mạnh để chống lại loại virus khủng khiếp này, cũng như sự kiên trì trong quá trình phục hồi của họ. Xin hãy khơi dậy trong họ một đức tin để họ nhận ra rằng bất cứ điều gì cũng có thể được nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa. Lạy cha thánh Pio, xin hãy ban niềm tin và lòng can đảm cho các bác sĩ, y tá và tất cả các nhân viên y tế để họ có thể thực hiện những kỳ tích chữa bệnh cho những người bị COVID. Xin cho họ có lòng cảm thương và xin cho họ thấy Chúa Giêsu trong mọi bệnh nhân. Trong thời điểm tăm tối liên quan đến đại dịch, xin cho nhiều tia sáng hy vọng khác nhau xuất hiện, như việc phát hiện ra vaccine chống lại COVID. Lạy cha thánh Pio,
xin cho mọi người đều có thể nhận được vaccine, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và nghèo khó trên toàn thế giới. Lạy Cha Thánh Pio, xin dạy chúng con biết yêu thương anh chị em của mình, những người đang đau khổ trên khắp thế giới, và không chỉ cầu nguyện cho những người thân yêu với chúng con. Xin ban cho chúng con tấm lòng bác ái, dạy chúng con vị tha và giúp chúng con làm việc thiện, không màng đến sự đền bù trần thế. Lạy Cha Thánh Pio, trong thời đại dịch coronavirus này, xin ban cho chúng con ơn hoán cải, để lời cầu nguyện của chúng con xứng đáng được lắng nghe trên thiên đàng. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.